Trung xin chào tất cả anh em nhé. Nay trời mưa khá là nhiều luôn, Trung không làm gì được, cũng không đi đâu được luôn, không có video mới. Trung lên một cái video vui vui cho để anh em xem tham khảo chơi nhé. Không có cái mục đích mua bán gì ở trong video này hết. Mấy hôm trước có anh em bên hội hội máy cỏ miền Nam đấy gọi hỏi Trung có cái con máy nào độc độc hay không để tham gia cho vui. Trung thì cũng chưa có dự định tham gia gì hết, nhưng mà vấn đề ở chỗ đợt trước thì Trung có đi rồi, đi cũng đi mình không có tham gia bất kỳ con máy nào hết. Đợt này thì Trung có nói với anh em là có một cái con động cơ mà không biết nó tên gì luôn, mua mấy năm nay rồi, để ở trong nhà mấy năm nay này, chủ yếu để chất đồ và gác chân chơi thôi, không biết để làm gì hết. Anh em ở trên mạng này, trên YouTube này, có những anh em thuộc tiền bối đấy, bật tiền bối rồi, có sử dụng qua kinh qua những cái con động cơ từ thời xưa tới giờ đây. Anh em xem thử giúp Trung xem cái con này là cái con gì nhá. Thật sự là Trung không có biết tên luôn ấy. Nó giống như con Asa mấy năm trước Trung có mua một cái con Asa có tên tuổi đầy đủ, hàng của Thụy Điển. Con đấy thì bán về Hà Nội rồi. Lúc trước anh em cũng gọi rất là nhiều lần thì con Asa đã bán rồi. Riêng cái con này thì đây này, anh em xem tem nhãn đó này. Ấn vào Google, đánh chữ T62-1 Made in USSR, Liên bang Xô Viết ngày xưa đấy. Thì nó ra cái gì không, nó không có hiển thị tên gì hết á. Để Trung lấy nét thật là rõ nhé. Đấy, tem của nó này, đóng vào cái thùng nước này. Thùng nước đúc liền với lốc hết nhé. Bác nó đang bị dính thì sáng mở ra kiểm tra, bác 5 hay 6 lỗ gì đấy mà nó bị dính bác rồi. Cái bánh đà đặt hai lỗ nó rất là giống bánh đà của Asa luôn, Asa 12 15 ngựa gì đấy. Trung view thật là kỹ các cái mặt nhé. Anh em xem có nhận diện được cái con máy gì anh em chỉ bảo giúp nhé. Đây, nhìn từ cái mặt hông của nó đây, cái thùng dầu của nó, cái nhìn cái hình dáng của nó thì nó rất là giống đết series 7, series 9 gì đấy. Ga thì nó nằm ở đây này, cái cần ga này. Nó đè một cái lò xo xuống, ở trong nó có một cái đĩa quay đứng ngược ra lên, nó giống như cái đĩa ly tâm như vậy đấy. Chỗ này nó đè cái cốt này xuống này. Đây là thước ga này, thước ga của heo này. Bây giờ nó lại hết bơm dầu nữa rồi. Dầu cao áp không nghe đâu hết. Đấy, cứng rồi đấy. Số bắp này, cái kiểu dáng số bắp, cái kết cấu gài cò của nó này. Này. Đây, Trung đang gài cò nhá. Thùng nước bên trong xi lanh này. Con này thì mức độ nguyên bản nó khá là nhiều. Ngày trước Trung mua nó còn dính luôn cả một cái bộ sắc xi, nó kéo một cái dàn bơm nước cũng của Liên Xô luôn, một cái đầu bơm nước của Liên Xô nằm phía chỗ này này. Nói chung nó rất là lạ. Anh em xem mà xem kích thước của nó, anh em so sánh với này, để cái can này, cái can 30 lít ở chỗ này này, để anh em rồi quay ngang để anh em cảm nhận cái kích thước của nó nha. Đấy, so với cái can 30 lít này, hai bên nó đều có ngõ tay quay hết này. Nhìn từ mặt hông nhá, từ trên xuống này, lấy gió ở trên, cổ bô ở dưới. Đấy, Trung quay một cái vòng tròn, đi một vòng như vậy rồi. Anh em xem có nhận diện được cái loại máy này là tên gì hay không thì anh em chỉ bảo giúp nhé. Chắc Trung mang cái bét đi cân chỉnh lại, nó dính kim hay dính bét rồi. Nhờ anh em thợ heo bét làm lại để thử nổ trong một hai ngày nữa. Có thời gian chạy ra ngoài Trung sẽ
sẽ thử nó. Chắc là lắp cái đề thôi, quay tay quay không nổi. Thật ra thì nó nhẹ, nó rất là nhẹ chứ nó không có nặng. Mà chung quay không có đủ tua thì chắc chắn nó sẽ không nổ được. Rồi chung kết thúc video, chung cảm ơn em đã xem video nhé. Anh em có am hiểu về nó thì anh em để lại bình luận giúp nhé.